hiếm có trên thế giới, tức là đã có cái sự chuyển giao văn hóa của ba cái nền văn hóa là Việt, Pháp, Đức và quay trở lại là từ Việt Nam sang Pháp. Thế và cái cuốn này là xuất bản cái dịp là 99 năm ngày sinh của Triết Gia, và cũng chưa bao giờ như thầy chú có nói là cái sự quan tâm về giáo sư Trần Đức Thắng là một nghìn bản sách nhà xuất bản là Sư Phạm xuất bản được tài trợ của trường đại học Sư Phạm cao cấp Paris thì đã chuyển đến các thư viện và các viện nghiên cứu trong toàn quốc và cũng đã phát hành được 1.000 bản nữa, và đến nay thì hết thì nhà xuất bản lại tiếp tục tái bản, đây là lần thứ ba. Thì một cái bản mới như thế này thì cũng hôm nay là cũng dâng lên giáo sư Trần Đức Thảo và cũng